Xin chào các bạn. Podcast hôm nay tôi sẽ nói về ngủ trưa, văn hóa ngủ trưa của người Việt Nam. Khi đến du lịch ở Việt Nam và một số nước châu Á, bạn có thể thấy mọi người ngủ trưa. Ở Việt Nam, các trường học, công ty đều có thời gian để ăn trưa, nghỉ trưa và ngủ trưa. Thường là trong 1 giờ hoặc 2 giờ. Thời gian bắt đầu làm việc ở Việt Nam cũng sớm hơn ở Mỹ, Anh, Đức. Bạn có thể thấy trên đường phố, học sinh, sinh viên và người đi làm đi từ 6 giờ sáng. Thời gian bắt đầu học và làm việc thường từ 7 giờ 30 đến 8 giờ, nên mọi người thường phải dậy sớm để ăn sáng và chuẩn bị đi học, đi làm. Khoảng 12 giờ trưa, mọi người sẽ nghỉ trưa 1 tiếng hoặc 2 tiếng. Sau khi ăn trưa, họ thường ngủ trưa ngắn, khoảng 15 phút đến 1 tiếng. Ở trường học, học sinh có thể ngủ ở trong lớp học. Ở công ty, nhân viên có thể ngủ trong văn phòng. Mọi người có thể ngủ trên bàn, ghế hoặc sàn nhà. Mọi người thích ngủ trưa vì nó giúp họ không bị mệt. Thói quen ngủ trưa là phổ biến với người Việt Nam. Khi đi dạo trên đường phố ở Việt Nam, bạn có thể thấy trong các chợ, cửa hàng, quán ăn, mọi người nằm ngủ trưa. Vì thế, bạn cũng không nên quá ngạc nhiên nhé. Sau bữa ăn trưa, mọi người thường sẽ đi ngủ hết. Họ có thể mang theo chăn, gối, túi ngủ đến trường học, công ty để ngủ trưa. Nhiều người nước ngoài khi bắt đầu làm việc và sống ở Việt Nam sẽ thấy điều này kỳ lạ, nhưng sau đó họ cũng thích văn hóa ngủ trưa ở Việt Nam. Ngủ một chút cũng rất tốt cho sức khỏe. Tôi được biết thói quen ngủ trưa thường có ở các nước có khí hậu ấm áp. Có phải ở Tây Ban Nha và Ý mọi người cũng ngủ trưa không? Ngủ trưa giúp giảm mệt mỏi, giảm căng thẳng. Vì thế, nếu bạn đang du lịch hoặc sống ở Việt Nam, hãy thử ngủ trưa một chút nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast ngày hôm nay. Tạm biệt và hẹn gặp lại trong podcast tiếp theo.